Rồi, hello anh em trên ban miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì sếp Thuật Thiên Kim cũng lên một video gửi anh em mình là có 50 mẫu đồng hồ nha anh em. Bữa nay không có mấy con cơ cổ cũng rất là hay nha anh em. Rồi cách thức mua bán mình vẫn như cũ nha. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nha anh em. Có nhiều anh em hỏi mình là sao bán mà không để số điện thoại vậy. Nhiều khi anh em chú ý mấy cái đồng hồ nhiều quá, anh em quên để số điện thoại nha anh em. Chứ bán mà online mà không có số điện thoại thì đâu có bán được anh em đó. Thì mình review tới cái đồng hồ nào đó, ví dụ như cái này đó, thì anh em chụp cái màn hình là gì đó, thì anh em gửi qua cái Zalo của mình nha anh em, thì anh em sẽ mua được rất là nhanh nha anh em. Cũng có nhiều mấy anh mấy chú thì ở trong nông thôn, ở những vùng sâu vùng xa rồi cũng muốn mua hàng nha anh em, nhưng mà không có tạo thẻ ngân hàng đó, cũng không có cọc được. Nhưng mà mình cũng thông báo là mình có thể cọc qua nhiều hình thức anh em, thứ nhờ người thân chuyển giùm, hoặc là mình ra những cái tiệm tạp hóa lớn lớn bây giờ anh em, thì người ta cũng có chuyển tiền nhanh, nhưng mà người ta ăn phí mình cũng không mắc anh em. Ví dụ mình chuyển có vài trăm ngàn thì người ta ăn phí mình 5-10 ngàn hả, không có nhiêu nó, thì mình sẽ cọc mà mình mua được nha anh em. Chứ bây giờ bán online thì anh em cũng thông cảm, shop nào cũng vậy thôi anh em, khách quen á, anh em mua nhiều đơn thì có thể là người ta gửi là gửi không được nha anh em, gửi thu code. Còn khách mới thì buộc phải cọc hoặc là chuyển, anh em tin tưởng chuyển đủ thì được free ship đó vậy. Rồi bên mình thì vẫn như cũ nha anh em chuyển đủ đơn nào thì mình free ship đơn đó nha, giá tiền nào cũng vậy, hoặc anh em cọc cho mình 30% sản phẩm nó, mà tối thiểu là 100.000 trở lên nha, tiền cọc. Rồi thì hôm nay mình cũng cố gắng mình quay nhanh nha anh em, rút ngắn thời gian clip lại, mình sử dụng một con đồng hồ bấm giờ để mình canh thời gian mình quay nha anh em. Đó, đó bắt đầu đó, rất là đã nha anh em. Con này để hồi mở máy cho anh em coi sao, hay lắm, rất là nặng luôn đó. Bắt đầu thời gian nha, rồi mình lên con đầu tiên cho anh em mình luôn nha. Con đầu tiên thì mình cũng có lên một clip rồi, bữa nay mình sale xuống 2,5 triệu cho anh em. Con này son hai ly xanh, con này thì hàng chính hãng nha, bao chính hãng nha anh em, nó là phiên bản limited edition, là phiên bản giới hạn nha anh em. Toàn bộ phần thân và phần dây được làm bằng đá tung sen nha anh em, đó tung sen real race metal user là sử dụng bằng đá tung sen nha anh em. Chất liệu này thì nó siêu bền nữa nè, anh em đeo không có sợ bị chày xước bị gì nha anh em. Kết hợp cùng kính sapphire, mặt của nó là diamond, là kim cương thật nha anh em. Đó, cái đồng hồ này làm rất là sắc nét, anh em nhìn kỹ cái số 3 nè, cái lịch của nó nó, em thấy nó khắc kim cương ở cái viền vòng luôn anh em, rất là tỉ mỉ. Mình làm cái thì sản phẩm này anh em sưu tầm được cũng rất là hay nha, nó cũng còn mắt phụ cho anh em mình đó, ba mắt này nữa thì tay có 18 đeo là cũng ok nha nè, rất là lấp lánh và sáng chói nha. Kính của nó dạng nó làm lồi dạng hình kim cương anh em, hình chớp á. Cái này anh em đeo lên tay mà nếu mà không sang không đẹp thì trả lại cho mình, đeo rất là lấp lánh nha anh em, thu hút mọi ánh nhìn luôn. Xe ngang 35 thôi, xe tay vừa tay nhỏ, đeo rất là đẹp. Độ dày nó nếu tính từ tâm kính với mặt đáy là khoảng 7 ly 5 nha anh em đó. Nếu mà đâu cái viền không thì không tới, tại vì cái kính nó lồi lên, thì cái điểm cao nhất của nó là vậy. Rồi quên hết nha, nặng lắm. Nói giờ mà thấy một con đá tung sen mà đẹp như vậy nè, thì giá của nó là 2 triệu 5 nha nè. Đó, anh em chụp cái mã lại, 2 triệu 500 mã số 1. Tiếp theo mã số 2, mã số 2 mình cũng có một con son hai ly xanh luôn, bản này bản cơ nha nè, bản này bản cơ automatic, thì kính nó có xước đó, mình cũng quay kỹ với xước cho anh em coi nha, để mình thấy rõ, mình xuống tiền cho dễ nè.
12 giờ có cổng kính, kính đá nha anh em. Nền thì có xây thì mình xây anh em cũng nghe cái tiếng đó, rất là chắc, không có lỏng lẻo. Lên cót nha anh em, nó lên cót thì bắt đầu chạy thôi. Con này nó có hỗ trợ cho mình cót tay và lên cót tự động bằng bánh đà nha anh em, nó automatic. Kính sau lưng là kính phủ chống ló nha anh em, automatic selection. Sẽ là thành này là hàng lộ, lỗ trước lỗ sau nha anh em. A stainless steel, thép không gỉ toàn thân. Water retention là độ chống nước. Đó. Bánh văn dập hiệu John Harrison. Toàn thân là thép không gỉ. Dây thép đúc đặc. Phá zin có dập logo của hãng. Thì con này nó cũng rất là đầm tay nha. Niền xanh. Xây ngang của nó sẽ là 39.5 nha anh em, chưa tính núm. Độ dày của thân là 8 ly gử. Độ dày của thân là độ dày càng 48. Nó thông số. Thì tổng thể đồng hồ còn khoảng 90% nha anh em. 90% núm này thì anh em dặn lên thì lên cót thôi. Đó. Lên cót. Nhìn kỹ nha. Bộ máy được hoàn thiện khá ok nha anh em, cắt tốt nha anh em. Do hai đi xanh. Dây này còn dài lắm nha anh em, để mình lên tay luôn. Anh em coi thử. Đây. So với cái đồng hồ mình đang đeo thì nó nhỏ hơn xíu nha anh em. Để không, mình tháo cái này ra mới được. Tháo cái đồng hồ của mình ra đi. Cái này thì mình mới sưu tập từ con này, rất là đẹp. Vỏ thép. Đó, lộ tim. Hàng của anh nha anh em, đẹp lắm. Kim nhỏ xíu. Mới đầu xem giờ chưa quen, nhìn không biết mấy giờ luôn. Rồi mình lên tay anh em mình coi nha. Thì cũng cố gắng quay nhanh mới được. Khi chậm tiến độ quá nó kéo dài clip lắm nè. Vậy thì tay 17 năm mà còn rộng vậy thì em khỏi lo nha. Đó. Rất là mạnh mẽ và đẹp nha anh em. Hàng lộ tim. Ủa lộ máy luôn, lộ mặt luôn chứ. John Harrison bản cơ. Con này mình để cho anh em 2 triệu 3 nha anh em. Mình sell xuống. Sẽ bán thu hồi vốn anh em ơi, 2,3 triệu. Tiếp theo là một con LM Lock Matic, còn khá đẹp nha anh em. Đó. Góc bên 3 giờ nó có bị chốc chốc chút xíu ngoài viền anh em, không ảnh hưởng với một con hàng cổ nha. Mặt sau thì còn rất là mới. Đó. Thông số đầy đủ nha, stainless steel toàn thân. Hàng sản xuất và lắp ráp tại Nhật nha anh em. Con này là còn ok nha. Đó, lịch còn rất là ngon. Thì xe của nó cũng xe trung bình thôi, xe dành cho tay vừa và tay nhỏ nha. Con này cái núm của nó bằng với cái thân luôn anh em, nhưng mình đo được nha anh em. Đó, mình đo đây luôn. Thì nó sẽ gây được khoảng xây mình cho trừ chút xíu đi là 37 nha nè, 37 ngang. Và mặt độ dày của nó là 10 ly 5 nha nè. Độ dày của thân là 40. Thì dây da bò này đợt này mình mới diện nha, mình đã thay hết những cái đồng hồ là dây xịn hết đó. Thì giá vẫn không đổi nha nè. Dây này thì mình đang bán là 75.000 bộ đó. Anh em nào mua thì ship mình chỉ tính 10.000 thôi, 10.000 tiền ship cho anh em là 85.000 một bộ đó, cộng ship. Dây da bò xịn đàng hoàng nha anh em. Khóa inox. Thì dây 18, 20, 22 mình cũng bán một giá một nha anh em. Đó. Nó có nhiều phiên bản màu, ví dụ như con này đó, nó có màu này, màu nâu. Đó.
thì mình cũng bán một giá một thôi, 85 ngàn bộ da bò xịn đó. Cho anh em nào cần nha, 18, 20 và 22 mình cũng bán đủ cho anh em đó, mình lên dây xịn anh em đeo thì nó chất lượng hơn nha anh em đó. Con này thì lắc là chạy thôi. Rồi con này mình bán giá 1,2 triệu nha anh em. Con này thì nó tới 25 gì queo nha anh em. Nhìn xa xa thì mình tưởng 23. Nói nè. Cái lúc này sao nó củ chuối dữ ta. Ở ngoài nhìn được mà vô ống kính nhìn được nha anh em đó. 25 gì queo nha. 1,2 triệu. Rồi tiếp theo từ giờ nhiêu rồi, hết mẹ nó 15 phút, ủa 11 phút rồi anh em. Con này mình bán 600 anh em. Nó dây da bò cũng mới thay, dây mềm đẹp, dây này nó có cái dây này nấy anh em, nó dày nó có làm cái độn trong anh em đó. Thì mình đeo nó cộng dây nó tròn lắm. Còn cái lậu dây dẹp bữa trước thì mình thay ra rồi anh em, dây dẹp thứ này thì dây này thì cũng dây da bò xịn nhưng mà bản nó là bản mỏng, bản này dành cho mấy con phôm tăng đó nè đó, thì nó hợp lý hơn. Mình sẽ thay lại dây da bò này. Con này là con Citizen dòng xe quanh nha anh em, phiên bản đặc biệt là mặt trơn không có số nha đó. Lắc là chạy thôi. Con này kính thì nó bị xước dâm nha anh em, nó bị xước dâm thôi, kính này dắt lại dày đó. Kính đá nha, con này anh em về đánh là bay, nó xước dâm nhưng mà xước không có sâu, mình cũng không báo nha anh em, hoặc là mình để gì mình đeo luôn. Thì phiên bản này phiên bản mặt trắng tinh nha anh em, thì mình cũng chia sẻ luôn là cái này là do mình làm nha anh em, mình chế ra nha, tại vì trong thời gian mình tháo ra mình vệ sinh đó, thì mình đã làm gớt một cái giọt cồn vô đây làm cho nó bị lon cái mặt nó sẽ phủ một cái lớp keo đó, và nó sẽ in cái chữ là Citizen chỗ này và cái dòng chữ 21 chân kính nằm đây, mà cái cồn nó văng vô chúng cái nó bị nhè cái lớp đó, mình đánh nó bay hết cái mặt, nó còn hình phải xước gì như anh em, nên mình bán lỗ luôn đó. Citizen nè, nó dòng xe quanh đó, automatic máy còn đẹp lắm, nên mà mở máy anh em coi nha. Thì nó cũng xui anh em, không cẩn thận cồn nó rớt vô thì chịu thôi đó. Anh em nhìn máy nè, sạch tinh nha, đẹp nha, lắc chạy à, trong còn đẹp lắm. Thì mình bán 600 thôi, mình bán cho anh em mua chơi, 21 về queo đó. Con này xây cũng to nó mà bán 6 xị thôi, tại vì mình cũng lỡ làm bay cái mặt nó hết rồi. Thì mình đem về bán trơn này cũng được nha anh em, nó có logo số 7 đó, vậy thôi. Chạy ầm ầm luôn, thì lịch nó đang nhảy nè, ô lịch nó đang nhảy, nó rút núm mình cho nó qua ngày nè, thì lịch nó nhảy lên đó, lịch còn ok hết nha, lịch nhanh cũng còn ok luôn. Để mình rút nấm ra nắp một, nó lịch nhanh nhảy ok nha nè, nấm thì có mòn xíu, tổng thể còn ok hết. Con này thì ngang của nó là 37 nha nè, đây rồi lại coi 37, dày khoảng 10 ly 5, 43.5 nha nè. Thì phơm nó phơm cổ thôi, phơm nó giống như mấy con cơ của Tomoni vậy nè, lên tay nè, dây da bò thì cái bộ dây thôi gần cái 100 ngàn rồi nè đó. Thì như vậy nè, đeo cũng rất là đẹp nha. Thì nhiều khi bản độc 600 bản mặt trơn nha nè. Tiếp theo là con này dòng máy cao hơn chút nè, cũng dòng xé quen đó, xé quen ta 23 di queo nha nè đó. Con này thì lắc thì cũng chạy ngon lành nha, về đeo thôi, lịch thì cũng chỉnh nhanh bình thường. Con này có hot skin top nha anh em, dừng kim dây khi chỉnh giờ, ví dụ lịch nè đó.
Con này thì cái lịch thứ này mình quay 24 giờ thì nó nhảy ra nè. Đó. Nè 4 giờ là nó nhảy ra một lượt nè. Đó. Ngon lành nha. Con này mặt có chày nha, nó nhìn kỹ mình soi nha nè. Đó, mình thì quay thực tế không chỉnh làm đẹp, anh em nào vừa ý thì mua thôi. Chứ chỉnh làm đẹp thì nó bay cái này hết thôi, nó mới tinh đồng hồ. Nhưng mà về anh em nhận được thì nó chạy tùm lum, có vỏ đẹp, kính này cũng kính đá nha nè, kính cứng á, chứ không phải kính mica. Kính này đánh được dễ, nó dày lắm nha nè, kính này nếu từ dưới lên chắc khoảng 2 ly. Đó, mặt sau mới tinh nè. Giờ mình cũng mở máy con này luôn, chạy đông mèo cái đó thì anh em giờ đánh cái một con này máy cũng mới chát cái nè, 23 dây queo. Đó, máy mới lắm. Thì anh em nhìn mấy con ốc thì chưa có bị đụng chạm gì nha anh em, máy nguyên zin nguyên bản thôi. Mình thì không biết sửa gì đâu. Mình chỉ vệ sinh thôi. Về mình lau mấy cái đen đen của mấy cái dạng như cái này nè anh em. Cái gòn chống nước đó, lâu ngày nó sẽ mục, chứ không có cái gòn đó cao su nó đâu có trường tồn như thép được. Thép thì nó cũng mục thôi, còn gòn nó thì nó mục, nó sẽ để lại cái vết đen hằn lên cái đồng hồ. Đó thì mình vệ sinh. Còn mấy cái góc này thì mấy cái kẹt này thì mình chưa vệ sinh kỹ lắm nha anh em. Anh em về em vệ sinh thêm chút xíu nữa đó. Thì nó dính dơ thôi, nó không có bị gì đâu. 1,25 triệu. Dây da bò này thì mình cũng mới hai nha anh em, vệ sinh. Hôm nay thì cũng 37 luôn nha anh em. Mà cái này họ nó đẹp hơn chút xíu. 11 ly. Do nó đẹp. 42. Nó có dựng kiểm dây khi chỉnh rồi nè. Nó rút ra hết thì nó dừng, còn mình nhắn vô thì nó chạy tiếp. Đó, máy này dòng máy nó đời nó cũng đời mới hơn chút, 23 dây queo, nó căn chỉnh lại có hát skin tết. Tiếp theo con này này mình xeo xuống nè, bán bỏ mong ghẻ. Con này mình lấy lúc mình lấy thì mình chỉ nhìn được cái mặt thôi chứ mặt sau mình không có thấy nè, nên mình mua giá nó cũng cứng mà về thấy bị gì thôi. Con này tới 27 giờ queo nha anh em. Máy thì còn đẹp, có vỏ hơi bị ghẻ chút xíu. Đó. Máy thì còn mới tinh. Máy này. Dòng này dòng cũng loại chân kính bọc vàng. Citizen 27 giờ queo, con này cũng rất là chạy thôi anh em, về chỉ có đeo thôi nha, chứ không cần lau dầu lau gì thêm. Bộ máy thì rất là mới và đẹp. Thì đối số mấy cơ thì chủ yếu mình cái máy thôi anh em. Nhiều khi cái vỏ nó đẹp quá mà ở trong nó banh tà lông bông sên hết thì cũng không xài được. Con này heo lịch nè, 800 ngữ luôn. Thì nấm thì còn ngon lành nha, đó, nấm nấm nó giống như cái bánh xích vậy đó. Đó. Chưa có bị gì hết. Xe con này xe 35 thanh nè. 35.5 gần 36 đó. Cái điểm bự nhất của nó mình đỡ không được mắc cái nấm rồi, chắc cỡ 36. 11 ly thôi. Nhìn nó bọc vàng nhưng mà nó bay nó bị mòn mòn rồi, bị ghẻ chóc rồi. 40.5. Test lịch luôn. Lịch thượng và lịch 3 giờ. Nó lịch nhảy, ngày nhảy. Ok hết nha. Con này có lịch nhanh không ta? Lịch nhanh ok nha nè. Đó. Kính thì dày một 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 mo luôn nha nè, kính dày lắm. Kính con này cũng còn khá ok thôi, chạy Dũng xước lông mèo xước dâm đó. Hay hàng cổ. Vỏ nó xài gì mà máy kính không xước thì kính mới thay nha nè, hoặc mới đánh. Đó mình nhìn mình nghiệm cũng ra thôi, nó 800 gửi thôi. 27 chân kính. Vỏ sau lưng có 6. Con này nên mình để 600 nha nè. Con này Binley. Dòng này rất là đẹp. Dây thép đúc đặc hết. Hàng Swiss Made nha nè. Đồng hồ Thụy Sĩ. Mông đít còn xuyên nylon nha. Đó. Được bắt bằng 6 con ốc. Nặng lắm. Đồng hồ này rất là nặng. Lên tay nè. Đẹp lắm. Này cho mấy chú lớn lớn đeo rất là đẹp. Hàng Swiss Made nha nè.
xây ngang của nó là 30 kỹ nữa kìa. Ba mươi hai chấm năm nha em, gần 33. Con này thì cỡ 6 ly gử cho anh em, càng ngày đó không được rồi, nhìn gì nó tròn hay nó vậy thôi nè. Dây thì còn dài mênh mông nha, khỏi cần cái gì hết, không cần lo sợ dây cục nha anh em. Tay 17 năm còn dư gì thì em hiểu rồi đó, để mình đo cái khúc tay này, khúc bự đó chứ không phải khúc nhỏ, nó khúc nhỏ nằm đây này đó. Ok hết nha, con này thì đẹp đẹp hết, còn tem 600 thôi, hàng Swissmade. Tiếp theo mình cũng có siêu phẩm nhà Citizen nha nè, con này lâu lâu mới diện con đó. Con như vậy mà niền á, niền này thành niền khía là khoảng 800 gửi nha anh em đó, nhưng mà niền trơn thì nó sẽ là 600 đó. Niền khía thì nó đẹp, nó gan gulet luôn thì nó 800 gửi, còn này niền trơn thì mình bán 600. Dòng này dòng Citizen xe chom anh em, bộ máy vàng hai ô cái lịch chạy rất là chuẩn xác, dây nè dây zin luôn nha đó. Dây vàng chưa mòn miếng nào nha anh em đó. Mông đít sấy vỏ thép trắng rất là đẹp, con này đeo không đẹp không cần tiền. Lên tay nè, nhìn đẹp lắm, đeo rất là sang nha anh em. Mặc dù đồng hồ vintage thôi nhưng mà kiểu dáng nó không có lỗi thời, tại vì kiểu đồng hồ này thì nó cũng là một hồ cơ bản rồi. Sau này người ta ra đồng hồ cũng kiểu vậy thôi anh em, nó không có dày. Tay thì 17.5 còn rộng vậy đó, thì anh em khỏi lo nha, thì cái mặt này cũng phù hợp với cái tay cỡ cái trạng của mình thôi anh em, là mình 77 kg trở xuống thôi đó, anh em nhìn hợp lý không. Còn anh em là tay to hơn nữa thì đeo mình nghĩ nó không đẹp, không tối mình tính quay nha nè, mà thức khuya nhiều quá không tốt, chị bị chảy máu cam nha nè, nên mình không quay được, thấy khòm xuống máu cam chảy ra thôi nghỉ luôn, để sáng quay nè. Đó 600.000, kính thì có xước một hai vết nên em kính, nhưng mà cơ bản là kính này còn rất là đẹp thì về chỉ đeo thôi. Này nó cũng có dạng nó nhăm nhăm đó chứ không phải là hoàn hảo dạng như mới như trong thùng cho nên 600 phải được niền khía thì mình giữ luôn, mình đeo luôn rồi. Mình sẽ sưu tập cái con niền khía, tại vì cái bản này mình có bản da già anh em, mình có con da già mình đeo mấy clip trước anh em nhớ không, nó cũng vậy đó. Con này dây thép, dòng này thì nó rất là đẹp, quên đo xay nữa. Xe 36 nha nè, 7 ly gửi 41 phải không ta, này 8 ly gửi mới đúng, 9 ly chứ, 8 ly gửi 9 ly nha. Còn lo lại này kìa, này mình nhớ 35 mà sao ra 36 ta, đúng rồi 35, 35 chấm mấy á. Rồi lịch lọc đồ ok hết nha anh em, test luôn. Ngon lành nha. Tiếp theo là một con hàng này, nó là hàng Nhật nha anh em, chạy máy Miyota thôi, nước vàng khá đẹp đó, hình cái bóng chày nè, 300 gữ. Con này mình cũng thay dây bò, da bò xịn với em đó, mấy bộ dây gì mình bán 75.000 với 10.000 ship nữa 85.000 bộ, dây da bò xịn sò mềm lắm nha anh em. Phát hiện dây da bò giả thì đền một đền 10 nha nè, nói chung nó vậy đi. Còn anh em mua khách quen mình thì cũng biết rồi, mấy con nó không có in cái gì thì mình tháo máy cho anh em coi cho anh em an tâm khi mình chốt nha nè. Thì mấy con này mình bao máy Nhật thì nó máy Nhật thôi, máy Miyota nha anh em, nào mua thì mình sẽ thay lại bên Nhật cho anh em, nhầm con thì mình chưa thay pin, pin này chỉ là pin test thôi,
pin gắn vô test máy của dựa anh em, nó gắn vô test chạy thì nó bán lại. Thì mình về mình muốn đeo tốt thì mình sẽ thay bên Nhật lại, chứ bên Trung Quốc đó thì nó kéo dài, nó chỉ được 2 tháng thôi nè là nó hết pin thôi. Tại bên Trung Quốc thì mua có 1.000 2.000 viên máy Miyota nha, con này đẹp 34 này, anh em là nhanh tay mua được con này, ngon, sưu tầm ngon. 8 ly thì đi dây da bò xịn đó, bác bộ dây này không gắn vô con này xứng đáng làm tiền. Tiếp theo là một con cô nữ nha em, con này nó mấy anh mua cho mấy chị đeo rất là đẹp. Đấy, con này anh em nào mua được ngon, rất là xịn. Dòng DKNY thì cái thương hiệu này nó quá trời quen thuộc chứ cái người dùng thời trang rồi. Anh em mua đồ mua da nịch rồi đó thì cái hiệu này nè. Mặt khảm chai nè, anh em thấy cái chất lượng khảm nó rất là tốt đó, anh em nhìn gánh chai xà cừ á, kèm theo đó là mỗi cọc là mỗi viên sò. Mình nói nha, theo mình nghĩ là sòn là sòn thiệt nha nè, tại vì cái hàng này, hàng khảm chai của DKNY thì nó hàng chính hãng, hàng rất là cao cấp nha nè, thì nó khảm sòn thiệt thôi đó. Toàn thân là thép không gỉ. Đó, cái này thì dây zin khóa zin của nó, bộ dây này thôi nhìn là biết nó chất lượng rồi nè, đó, anh em thành nhìn thấy cái dây là biết dây xịn rồi đó. Bộ dây này về mình đeo thì biết chừng nào mới thấm đó nè, lấy nét nè chán không đó. Hàng này theo mình đó là hàng trưng bày nha nè, nó gì thôi, nó sẽ có cái gói, nó sẽ ôm gì nó để trong cái kệ nó trưng vậy thôi, hết thời gian thì nó bung nó bán về hàng cũ đó. Nó anh em thấy amigan mình đó không, chứ đeo thì công dây này đeo một thời gian nó sẽ bị thâm cái này nha nè, nếu mình đeo nhiều thì mồ hôi mình ra nó sẽ thâm cái chỗ đó chứ nó không được cái màu đó, là chắc cú là như vậy. Mặt con này chưa chạy xước, mấy chị lên con này thì quá đẹp quá đỉnh, size nó cũng vừa phải. Đây 28 nha nè, độ dày khoảng 7 ly 5 ổ 8 ly 5 nha nè, kèn luôn 34.5 dây khóa nguyên zin, dây thép rồi, dây phá thép, dây đẹp nha. Đó, mặt khảm chai rất đẹp, nó sẽ thay đổi màu sắc theo cánh đàn như nè, chất lượng chai này rất là xịn sò luôn. Thì mình đánh giá có những cái sản phẩm giá rẻ nó làm chai nhưng mà chai giả như nè chứ không phải chai thiệt. Con này cũng vậy nè, con này cũng thằng xịn của nữ nè. Em lấy cái lúp, có cái lúp lúp của bắp nè. Sao ngoài nhìn rõ lắm nha nè, mà trong cái kính này nhìn nó không rõ hung. Đó anh em thấy không? Automatic 17 dây queo 28.800 tần số di động nha, đó. Hàng đó, mặt xanh đẹp nha. Lịch thì lịch gút còn ok lắm nha em, là gút rồi. Để mình xây qua cái ngày, ngày khác đi, nó mình gút mới ra lịch khác đó. Thì con này nó dao động cao lắm nha em, nó gút nhảy lịch nè, nó ngon không, còn rất là mới nha em, con này độ mới mới tinh luôn á, hàng cổ nhưng mà nó mới lắm, hàng Citizen đó, đầy đủ thông tin nha. 300 ngàn con này, mặt xanh đẹp như nè, mặt này là dạng là làm ở giữa màu hơi trắng bạc rồi xanh đậm ra như nè, chứ không phải mặt bị hư như nè, nhầm mấy anh mấy chú không biết tưởng nó hôn mặt nó bị lon màu đâu, không phải, nó chế ra vậy chưa có bị móc bị meo gì đâu, đẹp lắm. Con này rất là đáng mình sưu tầm, mình mua về mình đeo liền cũng được nữa nè, chạy chậm lắm, chạy kim 28 ngàn rất là mượt, tần số dao động nó ngang nó có 27.5 nha, 11 ly 5 thì automatic thì máy nó hơi dày 31 dây còn dài nha, này là có hỗ trợ cốc tay luôn nha, máy thì còn sạch đẹp hết,
Máy thì anh em mua nếu coi thì mình mở cho coi sao vậy nè, nó hơi cứng, chưa có dặn ra. Đó, dây dài lắm. 300. Còn mấy phút rồi? 30 phút rồi nè. Này cái set nè. Cái đồng hồ này có Thế Vận Hội hồi xưa của Nhật tổ chức á. Đồng hồ bấm giờ. Tiếp tục bấm cho quay nữa nha nè. Đó. Tiếp theo là con này. Con này bán 350 nha nè, Valentino. Con này mặt rất là đẹp nha. Con này nó thiết kế dạng như thanh lịch trẻ trung, mặt cũng khá là to. Này dính dơ nhưng em lau hết nha, đẹp. Này xe ngang cỡ 36 nha nè, đó độ dày khoảng 7 ly 5, độ dày của càng là 41. Tổng thể đồng hồ nhìn rất là sang chảnh nha. Nó có nguyên miếng vàng nữa nè, nhìn cũng khá hay ho nha nè. Con này mặt xi nhưng mà nước xi rất là dày vậy nè, nó nước xi dày lắm, chưa có bị chút xíu gì là bị nổ xi hạt này trên nè. Hàng nặng lắm, chúng mày hàng rẻ tiền, nó lên tay đeo em về đeo 4-5 năm nó cũng chưa nhúng nhích, đảm bảo đẹp lắm nha. 350. Thì mình tiền nào của nấy nè, nói chung mình bỏ cái giá tiền mình có mấy trăm ngàn thì nhiều anh em đòi hỏi cũng cao, cao quá, đòi hỏi phải cao quá. Kính sapphire này kia có thương hiệu phải kính sapphire rồi phải này kia nhiều quá, thì nói chung mình không có mấy cơ loại đó nha nè. Thì mình cũng phải biết được cái giá trị của cái số tiền mình bỏ ra nè. Nếu mà mình đòi hỏi nhiều cái option cao cấp quá thì cái giá tiền mình sẽ cao lên. Mới có được như vậy nha nè. Tiếp theo là con này. Chiếc này chứ 13 350 nha. Con này nó có nguyên cái dĩa xe đạp trên cái màn hình nha nè. Ủa cái kim dây của nó đó. Phong chia đó. Nó chạy hai kim thôi. Dạ quang thì chưa sạch đèn mà nó sáng rồi nha nè. Nói chung dạ quang con này mình đổi đèn như chắc cũng khá ổn đó. Con này đang độc lạ bình dương thôi, mình cũng mới thấy cái dạng này đó. Cũng xanh nha, dạng này đẹp, dạng này anh em không thích dây thép về lên da da đeo đầu dây 18 dễ lên lắm nha nè. Phom độc lạ thôi, sưu tầm đồ chơi được 30 ngàn, phom vuông 30 ngàn thì nó rất là to nha nè, dày khoảng 9 ly gửi thôi đó. Hình chữ nhật 30 nhân dưới 36 thì phá này phá hai tầng. Dây thì dây này dây không zin nha nè, dây không zin đâu, chắc là dây không zin nhưng mà dây thép hai tầng thì đeo cũng ok rồi. Dây thì dài mình mong con này dạng mình đeo gì đó. Nhìn nó cũng khá bụi bẩm và ngầu nha nè. Dây thì tay 20 25 đeo cũng vừa. Giá siêu tầm 350. Đó. Máy Nhật đàng hoàng nha. Giá banh mô mô mình. Mã 13 350k. Tiếp theo là một con cũng siêu phẩm nha nè. Con này lâu lâu mới về. Con này đi kèm với một mình đã lên một bộ dây Bambi cho nó. Dây này rất là xịn nha nè. Độ dày không là 4-500 rồi đó. Đây đầu 18. Con này dục dòng CTGN Z thế nè, dòng máy thường mình gọi là máy răng cưa đó nè, đó. Mặt vàng 20 microgram anh em. Automatic. Thì mình cũng mở máy cho anh em coi luôn nha. Con này nhiều shop bán cũng rất là đắt. Mà hiếm có nữa. Không phải có mới mới gì, không phải có nhiều vậy nè, đó. Máy nè. 21 chân kính.
nó rất là chạy thôi. Citizen Z tổng thể máy còn rất là đẹp nha anh em, nó máy cổ thôi nhưng mà nó còn rất là long lanh. Nhìn cái viền nó cũng chưa có bị mòn, bị nổ, bị chóc, bị gì anh em, nó bọc vàng nhưng mà mấy cái đầu càng nó bị chóc vàng đó, như bị mọt nó cắn cắn bớt anh em đó. Vàng nè, nó bị chóc chóc bớt vàng nha anh em. Chứ cái lớp vàng của vỏ thì sườn hai bên còn rất là ok, nắp thì cũng đẹp, nói chung con này còn khá là tốt cho một con hàng cổ nha anh em. Nó gòn nước thì cũng còn đen phù lù luôn anh em, còn xài được hết. Thì con này mình bán 1,8 triệu cho anh em sưu tầm nha, hàng bọc vàng. Nó cũng khó kiếm mấy con này nha. Mặt thì đẹp lắm, con này mặt đẹp nè, con này kính zin nha anh em, kính zin chứ không phải là kính thay, kính nó có cái độ gạn của kính nha, có cái độ cổ chứ không phải là kính mà mới tinh. Mình quay về anh em thấy gạn không, nó có cái gạn nhẹ của cái kính đó, nó anh em thấy cái gạn nhẹ không, thì cái kính mới thì không bao giờ được như vậy nha. Kính này kính zin của nó đó, còn rất là long lanh luôn mặt, đặc biệt con này mặt đẹp nên nhìn thấy cái mặt không, mặt này hoàn hảo á. Thấy rồi là vậy, tại vì nó chưa bị móc mấy cái cột mà nó mặt thì còn sáng trưng, nó đẹp không. Này nếu có tay hết rồi đúng không, nhận gãn gãn này có không, cho có tay gì lịch là chỉnh nhanh kiểu gì mình không biết nha nè. Này hình như là qua 24 giờ nó nhảy, chuẩn luôn rồi nè, kim vàng cọc vàng đẹp lắm. Cái kim với bộ cọc này mình nghĩ rất là bằng vàng thiệt nha nè, quá trời kim cọc nó vàng này. Lịch nhanh này không biết chỉnh kiểu gì nữa nè, nó bị hư lịch nhanh ta. Cái này cơ thì mình không gành thiệt, có gì mình nói đó nha nè, không có nói dốc nói láo gì mấy cái vụ này chứ. Đời này chắc nó không làm lịch nhanh đâu nè, con này cổ quá rồi, dặn qua 24 giờ lịch nhảy thôi, nó núm thì còn đẹp lắm. Nó tổng thể đồng hồ vậy anh em, 1,8 triệu thì mấy gân cưa đó, mặt thì quá đẹp, con này mặt đẹp 36, mặt đẹp kiến đẹp 12, con cái bị ghẻ sau lưng nhẹ nhẹ 44, dây thì dây xịn mình thay luôn nha nè, dây này về đeo thôi chứ không cần phải mua dây khác đâu, dây xịn rồi, có mua cũng không có xịn bằng ông dây này nổi đâu. Dây Bambi cũng cao cấp rồi, trước khi anh em mua dây của Pháp, của Đức, đồ cái gì mới xịn hơn thôi. 1,8 triệu, 1,8 triệu, mã 14 nha nè, nó chụp lại cái gì là gửi qua Zalo liền. Rồi, tiếp theo là con này, 750 thôi. Con này vỏ bọc vàng anh em, mà cái vàng của nó để trên đây nè, để trên cái đầu này nó in chuyện như này nè, mà nó nhỏ lắm em thấy không, hai mươi gì đó, 20 cờ đông nữa nè, đó vàng nha. Con này đồng hồ thị sĩ hiểu rồi nè, quýt switch mét nè, máy thì máy vàng hồng đó nhưng mà nó không có chạy cho nên nó cổ rồi, cổ lắm, cổ rồi nha, vỏ còn đẹp vậy nè đó. Tổng thể đồng hồ thì nó bị nó mòn vàng chỗ này một chút, mòn vàng đây một chút, nó bên đây thì cũng mòn một xíu, còn chân càng đồ đẹp. Để mình cho anh em coi máy nha, mấy con này vàng hồng đẹp lắm, mấy con này anh em về mấy anh em thợ về chỉnh sửa lại chút xíu nữa, thay cái kiến nữa thì đeo đẹp lắm,
tại nó chất lượng bộ máy nó rất là tốt, nó máy vàng hồng luôn, 17 gì queo nha anh em, nó sẽ quýt mét đóng trên đây nha anh em, rất nặng gấp, không thấy nó giống nhất luôn nha nè. Thì mình bán bộ máy gì thôi, chứ cái vỏ, chứ cái vỏ vàng này mình bán vậy thôi nha anh em, 750. Máy vàng hồng nha, máy hệ sĩ vàng hồng thì giá trị lắm nha anh em. Con 17 gì đó, anh em kiến thì kiến này chắc về phải thay rồi nè, kiến này nó gạn hết rồi, mặt cái dòng thì còn đẹp đó, cũng còn trắng đẹp đó, mà kiến nó gạn hết rồi mình không thấy được nha, nó nấm mà cũng còn ngon nè. Con này bán 750 nè, bán bộ máy vàng đó thôi, chỉ vỏ thôi, 34.5 dày 9 ly gử. Càng là 44 đó, 750 con máy vàng thị sĩ. Tiếp theo là con cũng một con hàng khảm chai nữa nha, con này cũng rất là xịn, hàng Marie Claire, hàng đồng hồ Marie Claire nè, nó mặt khảm chai, anh em thấy cái chất lượng chai không, chai này mới gọi là chai đỉnh đó, mỗi cặp là một viên đá quý. Con này hàng hiệu nha anh em, dây thép đúc đặc dây nè, như đẹp không, dây nhuyễn này đeo rất là mềm tay nha anh em, đó Maria Claire thông số nè anh em, hàng này sản xuất tại Nhật nha anh em, đó stainless steel chống nước. Barry thì dây nó còn khá là dài, đây có 16 65 đeo cũng được nha nè, dành cho nữ, mua con này tặng cho mấy chị mấy em hoặc là bạn gái rồi cũng rất là ok nè, núm đính đá đỏ nha, mặt khảm chai anh em thử mà đụng vô một con khảm chai bây giờ hàng vỏ si thôi nha, hai chữ mấy đó, hàng có thương hiệu chút xíu mà vỏ si chưa được vỏ thép đó. Cái đó mình nói thiệt nha anh em, đó dây phá nguyên zin, form đẹp, này đeo lên tay thì rất là đẹp nha, cho anh em chị em là thích cái dạng nhỏ nhỏ xinh xinh mà một cái sản phẩm có thương hiệu. 21 đó, 21 và 7 ly 5 này cỡ cũng 21 luôn, 280 anh em, 280.000 có con khảm chai full thép, hàng có thương hiệu mà khảm chai cặp kim cương. Tiếp theo là một con chính hãng thị sĩ CK nam, Scavin Glen Wismet CK thị sĩ nha, con này mình đang về một con của nữ nữa, nếu con này chưa bán được thì nữa mình bán cặp luôn, còn của nữ cũng vậy luôn, chạy máy V8 còn tem nha anh em. Máy thì mình có mở anh em coi rồi, do cái máy này máy nắp áp sức như nè, phải ép bằng máy nên mình không tiện mở ra nha anh em, là mua thì mình mở cho anh em coi máy V8 máy xanh anh em, clip trước mình có mở đó, anh em là muốn coi máy thì quay lại clip trước coi nha anh em. CK kim rúng nha, kính chưa chạy xước, kính là chưa chạy xước đâu, sapphire thì mình không dám chắc, kính sapphire mình không có dám khẳng định nha anh em, nhưng mà kính thì chưa chạy thì mình nói chưa chạy. Dây phá nguyên zin hết, hàng thị sĩ mười mấy triệu mà bây giờ bán có 700 nha anh em. Con này tay nhỏ, anh em nào tay nhỏ hoặc là lên đi da thì đeo cũng được hết, nó dạng hàng sơ, nó đơn giản thanh lịch nè, 31 dành cho anh em tay 16 đồ lại thôi, đeo đẹp lắm, 7 ly cử, tay 16 xương xương anh làm văn phòng, nó làm văn phòng thì đeo mấy con này rất là hợp lý nha. Sika mình đeo thì người ta nhìn để biết mình đeo hàng đẳng cấp, có thương hiệu đàng hoàng nha anh em, nhưng mình không bỏ quá nhiều tiền, ví dụ mình mua con hàng mới thì mình đeo một hai tháng thì nó cũng cũ lại thôi. Con này cũng vậy, con này con nữ, con này kính sapphire sweet matte đàng hoàng anh em, chưa chạy xước,
Con này chín chưa chạy xước, rất là đẳng cấp. Đồng hồ làm rất là sắc sảo nha em, còn tem hết, nó sẽ quýt mét. À, tem tiêu chống nước của nó là 3 ATM kính sapphire nha em. Con này thì hình như là nắp nó không phải là áp sức để mình mở liền được. Mất công. Con này máy thứ mấy 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 máy thị Q8. Rất là chặt nha em. Không phải máy thị, máy Honda nhớ lộn. Đó, máy này máy vàng quét luôn nè, nó. Cái logo Swiss nó đóng ngay chỗ này nè. Máy Honda vàng. Bộ máy này không thì anh em mua. Nếu mua cái máy không đó nha, anh em sạc thử trên Shopee nó đang bán đó, thì anh em biết cái giá trị nó, rồi nó mắc hơn cái đồng hồ mình nữa. Là mua cái máy không đó, chưa tính cái đồng hồ đâu. Thì dành cho anh em nè, mà có cái đồng hồ ví dụ vậy mà cái máy nó hư, thì anh em mua cái máy về thay vô mà nó mắc vậy đó, thì anh em biết cái giá trị của cái đồng hồ rồi. Con này nắp áp suất luôn anh em, con này phải lấy máy ép nữa rồi, nhận không vô nổi rồi. 300.000 thôi. Con này anh em nào mua cho mấy chị mấy em hoặc là mấy cô đồ đeo cũng được, mà con này thì hai kim mắt ngỏng nha, thì phơm nó phơm này già trẻ bé lớn gì đeo cũng được. 27 mỏng lắm, lấy nét sao hồi được hồi không ngủ. 300.000 thôi, máy vàng ươm luôn. Tiếp theo là mã 19. Con này Bulova thị sĩ nha em. Con này có tai, nó dặn có nghe gạo gạo nha. Mặt này mặt men, mặt vàng làm như đá hoa cương đó nè. Switch mong đích còn tem còn mới lắm. Con này máy vàng thị sĩ nè, nên mở máy cho anh em coi nha. Nói chung con này sưu tầm cũng rất là hay nè. Lên có chạy thôi, con này mới lắm, còn tem thì rất là chất lượng nha. Máy vàng 17 view well đó, nó Swiss Made đó. Mình soi kiến thần thánh của mình vô coi, thấy được gì không? Đó, 17 view well đó, 10 CK gì không biết. Máy xịn đàng hoàng nha nè, vàng ôm đẹp lắm. Đó, máy này vỏ nè, vỏ thép, vỏ stainless steel. Rồi rất là chất lượng thôi. Hai kim phơm La Mã đẹp nha anh em. Con này anh em mà thích tăng La Mã thì chọn con này, nó có cái đẳng cấp của nó nha anh em. 1030 độ dày 7 ly. Lấy nét kỳ kỳ vậy trời, không hiểu nổi luôn. 36, 35.5 đây nè. Vỏ thép thì rất là đẹp, an tâm sử dụng, không có bị bong chóc gì đâu. Bulova nha. Đó, 1.6 triệu thôi. Mã 19, dây khóa nguyên zin. Dây này dây zin còn đeo được cho nè, nó dây già bò hồi xưa giờ còn cứng khừ luôn, già bò già gắn gì không biết. Con này mình bán 300. Máy Nhật cho anh em, máy bay phi cơ một đường bay, nó đang bay á. Mã 20 nha anh em, đó thấy chị chứ quay cũng 50 phút. 34 nhanh không được trời, tặc nó vậy anh em ơi. 11.5, giới thiệu hơi lâu. Để giới thiệu nhanh lên coi. 43 nha anh em. Đó. Tổng thể đồng hồ còn đẹp long lanh luôn nha. Nó vàng hai bên luôn. Con này máy Nhật nha anh em. Cái gì cho máy Miyota đó. Không phải máy tàu lao nha, mở coi luôn. Nhầm con, máy Nhật nội địa, hàng Nhật nội địa, nó không có in cái logo, ủa không có in cái thông tin ở sau lưng. Thì nhiều anh em cũng sợ sợ đó. Mấy này máy ép sành, quên máy ép sành của Seiko nha.
đó, chứ đâu có bán hàng tào lao đâu. Nếu mà hàng mà mấy dạng như mấy Singapore, mấy Trung Quốc thuộc mấy gì mình cũng báo như nè, nhưng hàng của mình lấy hàng Nhật Bản thì đa số là hàng Nhật thôi, mấy Nhật thôi, rẻ mắc thì cũng mấy Nhật hoặc là mấy Thụy Sĩ. Ừ, mình có con Ly Gin Hàn Quốc nha nè, Ly Gin bản này whip lắm. Bản này thì mình bán giá hơi cao một chút xíu như nè, chứ Ly Gin thường thường mình bán có 300 mấy một con. Đó, mình có con Ly Gin whip. Whip như nè, Swiss Mô, hàng Thụy Sĩ nha nè. Ly Gin dòng Deluxe, con này lên có chạy thôi. Đó, không cần lúc lắc, không cần lắc léo, lên có là chạy. Có lịch luôn nha nè. Có lịch, con này mình không chỉnh lịch nhanh nha nè, mình dặn qua 24 giờ lịch nó nhảy, nó đồng hồ cổ nó không có làm lịch nhanh nha nè, nó nè tới 12 giờ đó ngày nhảy là ngon không? Chính xác nha. Mấy anh em thấy có mấy con Ly Gin kia dòng cơ bản thôi. Đó, còn con Ly Gin này mới xịn nè. Máy nó tới 17 dây queo đây nè. Chứ không phải một dây queo đâu. Mình bán 6,5 nha nè. Này vô tình mình phát hiện được nữa nè. Máy Thụy Sĩ. Đây. Thấy một máy không? Thấy làm rất là đẹp nha. Nó ruby nhấp chân anh em, nó không phải như bộ máy một chân kính nha nè. Máy thị. Còn mấy con Ly Gin kia thì máy nó ấy nè, máy nó máy thường thôi, máy một chân kính. Còn con này nhiều chân kính thì giá nó cao hơn nha em, 6,5 nó có giá trị về cái bộ máy nè, cái kim mực. Nó còn này cũng Ly Gin nè, này Ly Gin mà bộ máy con này một chân kính nè, đó cũng Deluxe luôn mà sao bộ máy nó một chân kính nè anh, tại vì cái hàng mặt vàng nó làm xịn hơn, máy xịn hơn nha nè. Rồi con này 22, con này cũng lên code là chạy thôi, khỏi lắc lư gì chứ. Lộ tim, ổ lộ máy, lộ trước lộ sau 350 đó. Mặt sau thì có bị nhăm nhăm nha nè, như nước xi của nó sắp bị chóc nha nè. Cái này mình đánh ra hết thì trong lớp đồng trong đó, kim loại. Thì bộ máy này cũng gia công cũng khá là ok thôi đó, lộ trước lộ sau. Máy này chắc, bộ máy này chắc 17 dây queo nha nè, xây lớn ở trước thì đẹp lắm, mình đeo thì không ai thấy nè. 350 giá tiền vừa tiền bộ máy chơi, xây này 39 nha nè, độ dày khoảng 12 đi 5, độ dài càng là khoảng 48.5 dây dài. Nó dây khóa này làm kiểu giống Seiko nè, bóp vô rồi dở lên tay luôn, đẹp lắm. Nó mình đeo ấp xuống thì không ai thấy dưới bị gì, còn ở trên thì bao đẹp. 350 thôi. Em hai nha, 350k. Anh em mua hàng thì liên hệ Zalo mình nha nè. Đó. Thì xem clip thấy ok thì anh em cho mình một lượt đăng ký kênh với một lượt like nha nè. Tiếp theo con này mã 23 300 nha anh em. Con này bộ máy Nhật 700 kính nha anh em. Code. Lên code. Lắc gãy rồi chạy. Con này máy đời cao thì nó có hỗ trợ có cái lịch nhanh nha anh em. Đó, lịch nhanh ok hết cho anh em tiện chỉnh nha anh em. Hàng này code 700 kính nha. Bộ máy đẹp lắm, máy của Seiko nha anh em, Tomoni. Vỏ thép. Mặt có lên dầu nhẹ xíu. Mặt thì xe này xe lớn nha, xe cũng khá ok, 34.5 so với con đời cổ thì nó xe vậy là cũng to nha nè. 12 40 đó, dây phá nguyên dinh, dây còn dài đó, đẹp nha. Tiếp theo con 24, con này mình để lên 380 nha. Con này lộ lộ máy mà nó làm kính lậu giống anh em,
kính lồi nha anh em, giống như mấy chiếc xe giờ đèn gương cầu lồi đó, nó vậy đó, nó anh em. Con này mình lấy làm cái kính lúp thiệt vip luôn anh em, mong đích nè. Anh nhìn bộ máy thôi nha, còn sau lưng thì nó có bị xấu xấu xíu không sao, nhìn con này bộ máy bán giá bộ máy thôi, vỏ bỏ qua bên, nhìn bộ máy chạy thôi đó anh em, nhìn thấy cái gia công của bộ máy không, rất là đẹp nha. 380 mặt trên thì còn ok lắm, dưới cái này 66 hàng cổ mà anh em, này cũng 34 nha anh em, 33.5 mà cái cầu này hiện bự lắm, tới 16 tính cái vỏ không mà nó cỡ 9 ly mà. Cái mắt này giống như con mắt này 38 nha nè, đó này có cái hay của nó La Mã, dây mình cũng thay dây da bò nó đeo ok thôi, tài nhỏ nhỏ có 16 năm đổ lại đeo cũng khá ok, dây xịn nha. Đó, 38 380 ngàn mã 24 nha, mã 25 con này con 6 kim, con này mình bán 350, hàng 6 kim của hình như Italy Sebiga nha, Sebiga design cho nổ gáp chống nước 100 m, bộ dây làm cũng khá đẹp nha. Đó, dây đầu bằng cái quai văn của bộ dây này đẹp, hàng của Nhật nha nè, dây của bia dây Nhật luôn, con này cho nổ gáp nó bấm cái chạy như ba tay luôn nha, bấm cái dừng nè, bấm cái trả gì à, đó bấm cái chạy, bấm cái dừng, bấm chạy, bấm cái dừng, bấm cái lùi về đó, hàng có già quen luôn. Thì sản phẩm này còn khá là ok đẹp, kim cọc thì có già quen đó, 6 kim 3 cốt, anh em nào muốn trải nghiệm thì múc con này là vừa rẻ vừa ngon, xây 36 đó. 10.5 nó bị bẩn 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 nhẹ nhẹ nè, về vệ sinh lại chút xíu thì nó vậy nè, chưa có bị gì chứ ok nha, hàng này khá nặng chất lượng nó nè. Cái con này mình hình như con này mình vô pin xịn rồi, về đeo hết. Đây mình có hàng solar nè cho anh em nào cần nè, đó bộ dây này mình 22 này mình cũng bán 75k bộ nè, nó dây xịn đàng hoàng như hai lớp, thì một lô dây mình về đó, em nhìn thấy bộ dây không đẹp không, bây giờ bò xịn nha, con này mà mình bán 550 nè, dòng Anren Casio, dòng này dòng solar power nữa nè, chống nước tới 13 lần đó, vỏ thép không gỉ nha, nó rất đẹp nha anh em, stainless steel độ mới của nó rất là cao nha anh em, form dáng cũng rất là hiện đại và đẹp, nó đeo rất là ôm tay đẹp nha anh em, xây cũng lớn đó. Đó mình dễ rất là dễ xem giờ cái đồng hồ này nha anh em, con này để mình chiếu thôi coi cái kim có dạ quen không, con này hình như mặt nó dạ quen nguyên cái mặt có gì anh em ơi, biết phải không nha, không có nè, dạ quen kim nhưng mà màu xanh của nó thì rất là đã nha anh em, xanh này xanh xanh lơ xanh dương. Thì sản phẩm này nó có một cái ưu lịch thì mình chỉnh nhanh luôn nè, chứ khi chỉnh nhanh mình dặn qua 24 giờ đi, cái này đang chạy đúng giờ rồi, nắp một chặn xuống anh em, nó cảm giác chỉnh rất là đầm tay và đã nha nè, không lỏng lẻo không bị cứng, trên dưới trái phải thì độ rất là đẹp còn rất là liền lạc. Anh em nào thích một con trâu bò có thương hiệu còn mới thì chọn con này, 38 độ dày 12 độ dài 41.5, có dây da bò xịn mới thay, thì còn gì nữa anh em, 550. Anh em muốn mua một con năng lượng mà hàng Casio thì anh em bỏ ra tiền triệu nha, mà tới 5-7 triệu đó. Trong khi giờ mình mua con này pin còn khỏe lắm nha anh em, con này bao pin khỏe về đeo thôi, không có làm phơi nắng phơi nâu gì nữa chứ,
có 550, xây thì cũng xây to form đẹp đó, đeo rất là hiện đại nha. Con đó thì lứa tuổi nào đeo cũng được hết, tay vừa là đeo thôi, nhìn nó hay. Con này 300 cơ lộ lộn lộ mặt trước, nó lên gót thì chạy rồi khỏi lắc. Con này vỏ còn khá đẹp, còn mông đít, còn siêu như lông. Xe 32 mặt hơi lầu nhẹ nha, 12 ly, độ dày càng là 41 40.5 nha. Đó. Máy móc thì bánh răng vàng khè luôn nha anh em. Đó. Bộ khung máy nè, nó con này chắc cũng 17 gì queo thôi. Cỡ đó. Vậy nè. Hai bảy 300 đó, dây da mình cũng mất hai, ưng cái bụng thì chụp hình gửi cho Zalo mình nha, 300.000 xe mạnh. Con 28, con này hàng 5 kim 3 kim ổ 6 kim chứ 6 kim một cốt, bán 400.000 thôi đó. Dây thép không gỉ, dây đúc đặc. Con này anh em không có mua ở chỗ nào mà người ta bán anh em 400, mình nói thiệt luôn nha. Anh em kiếm đi, cho anh em kiếm trên mấy cái shop khác đó. Chỉ có shop mình bán thôi. Của Citizen nha nè. Nói chung thì mình bán giá mềm thì anh em thấy nó chơi thôi, cho anh em. Chỗ nào bán rẻ anh em mua nha. Cái đó là mình mua hàng thì chủ yếu vậy thôi, mình đi mua cũng vậy thôi nha anh em. Thì mỗi shop nó khỏi sẽ có những cái con bán rẻ và bán đắt khác nhau nha anh em. Chứ không phải shop nào cũng bán đắt hết, mà không phải shop nào cũng bán rẻ hết. Shop mình cũng vậy nữa, mình muốn có bán tào lao lắm nha anh em, xem con bán giá mắc lắm. Mắc thì anh em chắc mua cũng được, tại vì mình không có phải là như là bán rẻ đó. Đó, mà mình bán cũng vừa thì có con mình cũng biết đường bán mắc đó. Thì mấy shop kia cũng vậy thôi, mấy anh chị nhiều khi cũng bán rẻ, nhiều khi cũng bán mắc, thì mình tiêu dùng mình thấy đâu hợp lý mình ủng hộ. Con này tới 6 kim mà kim 24 giờ của nó làm đẹp lắm nha nè. Nhìn vô tưởng này sơ sơ không thấy, nhưng nó có nha, kim 24 giờ. Con này mình chỉnh nè. Cúp nắp 1. Ủa này mà chưa rút ra anh em, rút mạnh mạnh ra chút xíu. Đó. Mà đúng cái nắp đó nghe anh em. Nhiều khi anh em tưởng mình bị hư nhưng mình rút, nhiều khi móng tay mình nó mòn mòn mình rút không có tới. Chứ đồng hồ mà hư cái lịch là mình không bao giờ mình bán, chứ mình ghét nhất là bị hư lịch nha anh em. Mình đeo mình cũng vậy nữa. Con này mình nhớ là nó quạt đó, nghe nhảy nè. Mình không có bán cho anh em mà đồng hồ hư lịch đâu, hư lịch thì mình nó hư. Đó. Nhiều khi anh em cũng thông cảm với cái tay mình vòng qua cái máy nè, vòng qua máy quay mình thao tác nó khó. Nhiều anh em tưởng núm hư mình cứ hỏi mình nè, mình hờ nấu chứ không có ngại gì anh em. Hư rồi nó hư rồi. Nhà anh em hô cái con đó tôi tính mua mà thấy ông chỉnh không được, tưởng nó hư thì không có nha. Nhiều khi nó khó chỉnh cho mình rút không có đúng cái nắp của nó. Đó, ngày nhảy nha anh em. Còn là thứ này mình phải quay qua 24 giờ thì là thứ nó nhảy. Cái loại này thì anh em cũng biết rồi, nó vậy đó. Thì mình rút cái nắp 2 thì mình chỉnh rồi. Đó, mình chỉnh giờ thôi thì cái kim 24 giờ sẽ đi theo. Ví dụ đúng 12 giờ nó chỉ đúng 12 giờ. Đó. Thì cái kim này nó chỉnh đó anh em. Anh em để ý mấy cái kim 24 giờ mà cái này 12 giờ mà nó nhảy đây 15 16 17 thì cái kim này bị lệch nha anh em, không có chỉnh cái đồng hồ. Đó. Con này vỏ thép của Citizen. Đó, tén liệt tiêu. Đó, hàng GN0S là cái hiệu của hãng Citizen anh em. Dòng máy của nó, đời máy của nó. Saban 10 sản xuất tại Nhật. Đó, mong đích nè. Con này 400.000 anh em không mua nữa, mua con gì. Đóng nấm lại xài thôi. Còn rất là chất lượng. Xây nó cũng dành cho anh ta vừa tới nhỏ thôi, xây 34.5. Đó, độ dày 10.5. Độ dày càng là 41.5. Dây nè, thì mình cũng lên tay anh em coi rồi đó. 400 thôi. 6 kim một cốt. Tiếp theo mình có con này xịn lắm nè. Con này mình tính để lại, mình không làm gì cho mình lấy bộ dây thôi nè. Mình tới lấy bộ dây thôi, tại bộ dây này quá trời bộ dây đẹp. Bộ dây này nó dày một cái nè, chưa thấy bộ dây nào con đồng hồ nhỏ bộ dây nó vậy chứ. Dây đẹp lắm. Nó đầu nó cũng đầu bằng nữa, mình tính sưu tầm cái con này, nếu mình bán không được mình để luôn. Mình lấy bộ dây này mốt mình thay qua mấy con khác mình đeo cũng được, mình để mình đeo con này cũng được. Nó dây dày lắm, dây thép.
bộ dây này thôi đủ tiền cái đồng hồ mà. Đó, mình cũng thích cái dạng phá này nữa, còn rất là chắc chắn, mình gỡ cái hai bên đó như thế không nghĩ thôi. Có cái chuyện gì này mình coi thử này, phá zin của Google Ads đó thì vậy nè, nên thấy bộ dây chất lượng không đó, bộ dây mà cái bản nó dày vậy, thường những con đồng hồ xây cỡ nó 45 50 đó nè, mình con này nó làm bộ dây cho nó xứng đáng với cái mặt của nó. Nó kim rúng đẹp lắm nha, mỗi cục là mỗi cục đính đá phơm này phơm đẹp, ngang nó tới 20 chuẩn luôn là 28 nha anh em. Độ dày của mặt là 9 ly gử, độ dày của càng sẽ rơi vào khoảng là 40 đó. Thì con này lên tay cũng rất là đẹp, 550 thôi bộ dây này xịn. Nó đi kết hợp với cái đồng hồ nó rất là liền lạc. Con này tay 17 năm mình đeo là vừa luôn anh em, vừa luôn nha, không có giảm hoặc cũng không cần cắt mắt đó. Thì vừa đeo lắm. Nói gì nè, nó cũng còn dở lên được nha nè, nó vừa đeo lắm, mình thích đeo gì nè, nó đeo lỏng nó chạy. Thì 17 năm nha anh em nhớ kỹ nha, còn tay anh em 18 thì cho qua đó. 17 năm trở xuống thì về mình cắt mắt ra, nếu mình tay nhỏ mình cắt cầm đeo thôi. Cái xây mặt con này thì nó vậy nè, đẹp không, rất là đẹp nha, thép đeo con này rất là lực nữa nè, nhìn giống chiếc lắc. Thì thông số nó mình cũng đo hết rồi đó, anh em thấy hợp lý ủng hộ mình nha. Nặng lắm, thép trắng đẹp, mặt đen nữa, kim rúng, 550 thôi. Tiếp theo mình có con này cũng hay lắm anh em, bán 450 thôi. Con này mặt nó cơ cốt, cốt mặt bự lắm nha, lên cốt chạy chuẩn lắm. Nó dây chun thì tay nào đeo cũng vừa, nó làm rất là hợp lý cái đồng hồ anh em, dây xịn, dây của nó luôn. Lấy hè gì vậy mà có bị mớp nhẹ nè, mình quay cũng kỹ anh em coi nó mất mớp, đồng hồ nó có qua sử dụng rồi anh em, nhiều khi mình quay không được kỹ lắm, nhiều khi về nó có lỗ nhỏ anh em bỏ qua nha anh em. Thì con này mặt mày nó còn ngon, kiến nó có dạng xước lông mèo nhẹ nhẹ đó anh em thấy đó, chứ xước dày xước nặng chưa có đâu, hoặc là anh em nhìn ở ngoài đó, anh em nhìn ngoài gì thì anh em không có thấy được cái xước đó. Mặt nó cũng rất là to, nó chạy kêu lách cách anh em nghe không đó, nghe đã lắm, mình để trong cái phòng dễ ngủ lắm nha nè. Con này 40 đúng nha nè, độ dày của nó khoảng 11 ly thôi, đầu này dây này đầu dây 18. Anh em nhiều không thích theo dây da đeo, con này rất là dễ thay dây, lên tay nhìn rất là đẹp nha nè, nó có cái chắc riêng của nó nha, nhìn nó hay lắm đó, nhìn cái mặt này hay nên nó rất là phong cách. Nói chung già trẻ bé lớn gì đeo mặt cũng được, nhìn nó bụi bẩm nó đẹp, nó nên thấy không, nhìn cái mặt số là ghiền liền. 450 thôi, anh em nào mà ưng thì ủng hộ nha. Mấy con này cơ cốt, cái máy nó cũng khá là to đó. Để mình cho anh em con máy luôn, đằng sau lưng thì sạch đẹp lắm nha nè, con này nói chung còn đẹp, bộ vỏ đẹp, máy thì cũng bự lắm, máy thì cũng ok thôi đó. Máy nè, máy cốt thì máy này xài được rồi, nó rẻ thôi anh em. Anh em đòi mà máy cao cấp quá thì cái giá nó khác. Nói chung mình mua thì cái giá tiền mình dưới sản phẩm mình nó thường đi đâu với nhau anh em, chứ đâu có ai bán cho mình cái đồng hồ ngon mà giá rẻ. Giá nó cũng vừa với cái sản phẩm mà đồng hồ đa số thì lúc mới ra nó mắc, mà lúc nó cũ rồi nó rẻ nè. Mình mua được cái giá này thì cũng ngon lành rồi, đó 450 thôi. Nhầm con bán mấy chục triệu rồi tới cuối cùng bán có mấy trăm, nhưng mấy con Sima mới ra bán hai mấy 30 triệu. Thì mấy người có tiền người ta nhắn mua hay đó, xong rồi ta đeo chén người ta bỏ, bán lại có 500-600. Con này Casio này đẹp, thanh lịch, dễ xem giờ, hàng sản xuất tại Nhật luôn đó. Anh em nhìn trên dưới trái phải đồ mới cống luôn anh em, có hàng xịn này, nước si này mình bao anh em đeo năm chưa không có mày mòn miếng nào, đó là sự thật nha anh em. Hàng nó mạ BBD thôi chứ không có gì mà xa lạ đâu, nhưng mà lớp mạ là lớp mạ tốt.
Đó, anh em nghe tiếng gì không em? Pin nổ. Mấy pin cũ anh em mà để ra ngoài nổ. 32.5. 8 ly gửi. Con này dành cho anh em thanh lịch nó. Nhân văn phòng đồ đeo nha, dây Nhật. Dây này nó mỏng nhẹ, nó mỏng nó mềm đeo ôm tay lắm. Con này kính chưa chạy đẹp lắm nha anh em. Nó thanh lịch dành cho anh em tay cỡ 16 16 năm mà mấy anh tay xương xương á. Anthony rồi. Mặc sơ mi trắng rồi đem mấy con này nhìn nó đẹp. Nó đơn giản, nó có thương hiệu, nó đeo coi giờ chuẩn lắm. 270. Nè. Tôi có con Ligin này mình cũng bán 270 luôn anh em. Con này nó cũng dưới Ligin con này nè anh em, nhưng mà con này máy máy cao hơn nè, máy nó nhiều chân kính hơn. Nó dòng nó cao hơn, cũng Delos cũng vậy thôi. Nó cũng Wismo mà mấy con này một chân kính, mấy con này nhiều chân kính hơn mình bán mắc hơn nha nè. Cái bộ máy nó đi đâu chứ cái đề giá tiền nó thôi. Ngày mình cũng mở máy cho anh em coi luôn. Thì con này máy nó vậy nè. Đó. Máy một chân kính nó khác anh em, còn mấy còn nãy anh em cũng coi đó. Chứ máy hiệp sĩ thôi. Con này thì mình đã khắc phục được cái lỗi lỏng cái căng anh em, lỏng căng dễ chỉnh lắm. Tại vì lâu ngày cái căng nó bốn cái chấu giữ căng nó bị co xuống anh em, mình bẻ lên là cái mặt cứng khừ luôn như cu lê mừ luôn anh em. Đó. Không còn nhúc nhích gì nữa đâu, chỉnh căng dễ lắm. Không có gì khó chứ. Đó, con này cũng lên cót chạy thôi. Đó. Lên cót kèm 270. Thì nó thì 35 thôi. Còn vỏ còn đẹp lắm, trắng tư 10.5 ly, vỏ đẹp. Con này vỏ đẹp nha. Còn siêu. Mình cũng bán giá này cũng hữu nghị anh em chơi nha. 270k dây chung còn mới. Tiếp theo là mình lên con này. Mã 33. Con này mình có mở máy sẵn rồi nè. Con này thì mình mở máy rồi. Hôm qua có chị đó, chị hỏi chị mua nhưng mà chị không có lấy. Mình cũng mở máy cho chị coi, mình chưa đóng nắp lại nha. Nắp này cũng nắp áp suất. Mình phải lấy máy ép được. Thì đó bộ máy của nó vậy nè. Nó máy bự chà bá vậy nè. Nó máy hiệu sung on sung ốc nhưng nó không biết. Nhưng mà chạy thì chạy ngon lành. Giá cũng mềm mà con này mới. Nên bấm vô cho nó gắp chạy nè. Thì kim này kim thiệt hết nha anh em, chạy hết chứ không phải kim giả gì đâu. Bấm nó dừng nè, bấm cái nó trả về nè, đó thì cơ bản của thằng Chono Gas này nó vậy. Con này dây thép đục đặc nha. Nó dây thép đục đặc nè. Núm có logo. Máy thì cũng bự. Đó, mục đích thì còn đem. Stainless steel chống nước 3 ATM nha nè, nó. Còn kem. Con này đóng vô cũng đồ ép thử có vô nổi không? Không vô nổi anh em, con này phải máy ép, máy nắp áp suất thì chống nước tốt nha anh em. Xe mặt cũng bự, dây dài còn tem. Con này đeo có 4 xị à. 41 thì mình đòi hỏi nhiều quá không được nha anh em. Đầu kính sapphire này kia không có. 12. Cục la mã đẹp. Con này được vỏ bộ vàng long đẹp nha. 400 ngàn. Dây dài lắm nha. Thì mình cũng nói thiệt thôi, khi khách hỏi kính sapphire mà giá đó có không thì mình cũng nói không có vậy nè. Chị đâu có nói kính nó kính sapphire được, kính thường thôi. Con này lịch nhiều lắm nha anh em, lịch ngày, lịch 24 giờ và lịch thứ. Nó Charles Forget. Hàng này dây thép đúc đặc. Đó, mong mình đích sấy. Stainless steel. Nó chống nước thì tới 10 ATM. Đó, còn anh em nào muốn chống nước cao, mặt đẹp mà 6 kim 3 cốt mà tay mình nhỏ mình mua mấy con này nha, đeo nó ngầu. Chứ tay 16 mà đâu có thể mua mấy con 40 45 đâu được, mình mua mấy con này thôi. Size nó 34 mình đeo vừa với tay mình đẹp. Với độ ngầu nó cũng có nữa nè, dây xương cá mà. Mình lên đang thử nó còn dài khoảng nhiêu nha. Thì mẫu này thì chắc là nó tháo bao tay đeo mới được. Con này dây nó cũng còn không có dài lắm đâu. Chắc cỡ vừa tay mình 17 năm. Nhưng mà cái mặt này 34 thì tay cỡ 17 năm đủ lại hơn em.
hoặc là 17 đổ lại thì nó sẽ đẹp, nó hợp lý hơn nha. Nó nhìn nó cũng gọn lắm đó, như nè thì cũng chuẩn với cái mặt đó thôi đó. Thì 17 năm mình đeo rất là chặt nha em đó. Khi ta anh em nào mình cũng nói trước 17 đổ lại hay mua con này thì nó phù hợp với cái size 34, thứ nhất là vậy, thứ hai là sẽ phù hợp với bộ dây. Còn anh em nào mà tay bự thì anh em có thể tham khảo cái mẫu khác xe mặt bự hơn, nó dây nó dài hơn thì mình mua nó hợp lý hơn. Mã 34 350 nha anh em, 6 kim 3 cốt. Mình có con Omega hàng pha ke nha anh em, nhưng mà còn rất là mới. Nó dây Omega luôn. Nó quay nè. 1 2 3. Quay dữ lắm, quay luôn nha anh em. Đó. Nhưng mà bộ máy này máy pin, pin kim châu thôi chứ nó chạy như là tực 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 vậy đó. Chứ không phải là máy cơ như anh em. Hàng pha ke mà mình đeo chơi. Nhưng mà nó cũng đẹp đó. Dạ quang thì nó cũng có dạ quang như người ta thôi, 320 em chuyển khoản hết được phí ship. Pha ke nhưng bộ dây xịn như nè, bộ dây này mình đánh giá là bộ dây xịn đó, dây da bò. Dây đầu 20, bộ dây này mua cũng trăm mấy. Đẹp. Con này đeo lên tay đẹp lắm nha, nhìn phớt phớt thì tưởng đâu hàng mấy trăm triệu nha anh em. Đa số mấy anh mấy chú mà mua Omega mà mấy con mấy cơ á, mấy con hàng dạng như hàng pha ke loại 1 á thì đều tưởng Omega thiệt nha em. Thấy mấy cơ đồ đánh văng nội gan chứ không phải nha. Omega mà anh em mà mua hàng cũ á, cũ em luôn á, hàng cũ nó cũng mười mấy rồi. Đời mới hơn chút thì cũng ba mấy rồi. Mới có. Còn mà hàng đời mới bây giờ á, trong hộp luôn rồi nó mấy trăm lắm. Đó. Trăm mấy 200 trở lên 38 chứ Omega mà đâu mà có dạng máy tinh máy cơ mà mấy trăm ngàn mà chính hãng anh em đó, mình phải biết nha. Con này mình cũng thay dây bò xịn luôn luôn rồi nè, nó dây bò này mình bán 75.000 bộ nè, cộng với 10 cà ship nó 85. Tommy hay Figer con này đẹp hết, kiến có nhâm nhẹn lỗ nhỏ bằng chân nhang thôi, bộ bằng lỗ kim thôi, dưới niền cắn nhẹ cho đây xíu còn như hoàn hảo, nó nhanh gọn thôi. Hàng tâm mì của Mỹ anh em, tâm mì với Canon, Kun với thằng T-Med với thằng Fossil là của Mỹ hết đó. Nissan rồi đó với thằng Bullitt 42 10.5 với da bò mình thay da xịn luôn anh em, giá vẫn không đổi nha, vẫn 450. Bữa trước thì dây nó dây lõm thôi, thì anh em mua hên thì mua chúng đợt dây xịn thì mình sẽ nhập dây xịn, mình còn dây xịn nhập về kịp thì mình thay anh bán anh em, thay vô giá vẫn không đổi nha. Đó thì bữa trước thì vẫn bán 450 thôi, bữa nay mình thay bộ dây giá trị 70-80 ngàn vô thì mình cũng bán giá đó anh em. Đó, anh em thấy hợp lý thì anh em mua. Hàng này mới thì nó 6-7 triệu, bây giờ thì còn có mấy trăm đó. Tommy chính hãng 450, mình cũng có con này cũng 450 luôn, dây cũng mới thay luôn. Con này dòng Escudo, lúc mình có về một bản dây như dây thép cũng đó. Con này hàng tén lịch tiêu chống nước 13 Citizen Watchcore anh em, GN4S đó. Con này Acebless này được lắp ráp ở chung anh em, giống như iPhone được lắp ráp ở chung anh em. Chứ nhiều anh em thấy cái này sợ Trung Quốc, không phải anh em, hàng lắp ráp thôi. Tại vì lắp bên Nhật thì cái chi phí của công nhân Nhật, thuê công nhân Nhật thì nó rất là cao nha anh em. Còn mình thuê công nhân ở nước thứ ba, thứ hai thì ví dụ Trung Quốc hoặc Malaysia, Indo thì nó rẻ. Thì khi mình bán cái sản phẩm ra cái giá nó rẻ, hàng khách hàng ta dễ tiếp xúc anh em. Đó. Hàng lắp ở chung nhưng mà linh kiện phụ kiện vỏ viết máy đồ cũng nhập từ Nhật qua nha anh em, nên em an tâm về chất lượng sản phẩm thì cũng giống như cái iPhone mình xài thôi. iPhone mình xài cũng made in China nha anh em, thì mình cũng nói chia sẻ nó lịch ngon lành à, thì mình cũng căn cứ vậy thì mình mua hàng thôi chứ đâu phải vậy là hàng chung đâu. Dây mình mới thay nha,
Con này đẹp, mặt đẹp, mặt vàng mỡ gà, cọc vàng, quá đẹp con này. 450 xứng đáng đồng tiền anh em. 36 tay dừa 10.5 tay dừa đây, con này đẹp, thép trắng đẹp. 43 con này lên tay còn gì nữa đâu, đầu dây nó 20 nữa. Đẹp lắm nha anh em, đeo rất là sang trọng, nó dạng cơ bản, đồng hồ cơ bản nhưng mà nó thanh lịch đẹp, nhìn vô biết cái đẳng cấp liền đó. Chắc thép nó anh em nhìn không, rất là sáng và trắng nha anh em, chứ không phải thép xanh xanh như cái mũ nào. Mình lắp ở chung thì ở chung, nhưng mà chất lượng của nó thì chính hãng rồi, hãng đồng hồ người ta tiền tỷ đô mà đâu có thể in cái chữ CDGN lên mà làm tào lao được anh em. Con này có lúp nè, pin xài 10 năm là pin bự, chạy pin 2016 nha anh em, pin dày bự lắm. Con này vỏ thép trắng cũng giống vậy luôn nha. Con này thì mặt thì mặt đơn giản thôi, có lúp dành cho mấy chú lớn tuổi đeo, thì con này mình bán giá hữu nghị 350, dây thì mình cũng thay dây mới rồi, dây xịn đó, cũng chung một cái lô dây này luôn, pin xài 10 năm đó, tán liệt tiêu, chống nước 10 ATM, mong đích sấy anh em thấy độ mới không. Con này mặt chưa chạy thì mấy thằng này thì đeo rất là bền, phơm dán thì không đổi thời, nó 36 luôn. Con này vàng thì lúc nào cũng mắc hơn trắng nha, đồng hồ là vậy, trừ khi trắng thì trắng bạch kim thôi. Ta trắng thép thì màu vàng thép nó xi lên thì mạ lên thì nó sẽ đẹp hơn đó. Con này một ô lịch có lớp nha anh em, nó đeo rất là đẹp cho anh em thích màu trắng nè, nó dễ xem giờ. Con này ở ngoài đeo còn đẹp, nhìn đẹp lắm, rất là sáng đẹp, sáng tay nha, 350 thôi. Dây da bò hàng này, con này thì mình đã thay pin thì chạy ngon lành nha anh em, con này siêu phẩm, mình bán 850 nha. Thay pin mới vô cục pin nó không cả trăm mấy anh em, ship luôn á, hàng siêu cấp nha anh em, hàng siêu cấp, hàng pin, độ đẹp, độ hoàn thiện của cái đồng hồ này phải nói là sắc sảo, từng chi tiết nhỏ nha anh em, nhìn kỹ nha, đánh phai xước nè, đánh rất là khủng khiếp nha anh em. Đúng Nhật làm mấy cái đánh phai xước của nó, mấy thầy sĩ cũng phải chào thua với kim cọc, rất là đẳng cấp. Bữa mình bán 5-750, bữa nay mình bán 850 nha nè, tại mình thay pin mới vô. Còn mày bữa hổm mình nó hư lệch là không phải, con Berbatov Calendar này lệch dạng niên, nó sẽ chỉnh, biết cách chỉnh cho nè, mình tháo cái nắp này ra mình chỉnh mới được. Đó, nhưng mà mình chỉnh một lần một là mình đeo hoài luôn, nó tự nó nhảy ngày thôi. Thì thằng này nó thông tin thôi, made in Japan đàng hoàng nha anh em, chạy máy 9N luôn đó, chống nước 13, thân thép không gỉ cộng với mạ một lớp bạch kim lên nha anh em, bản kỷ niệm luôn. Con này bán 850 thì có chỗ bán con này tới 1 triệu mấy. Con này xe ngang nó, mình đo luôn cái này nha anh em, nó làm cái mặt gì mình đo luôn, cái nấm nó có xíu à, không có kể nha, 37 á, dày nó 10 ly, thì đang chạy ngon lành đó anh em, đó anh em thấy chạy không, kim cặp mặt chưa chạy xước, lên đây rất là sang. Con này anh em nào mua thì mình sẽ gửi clip cho anh em coi để anh em chỉnh lịch nha anh em, nếu anh em muốn chỉnh, còn hay anh em để gì đeo thì đeo hoài luôn, không có gì chứ, tự nó nhảy ngày. Con này đeo mà không đẹp không sang thì không ăn tiền. Nhìn cái bộ vỏ đồng hồ thôi thì đẳng cấp luôn á, dây dài lắm nha. Tay này 21-22 đeo cũng vừa luôn, khóa dùng con này đẹp lắm. Mùa xứng đáng từng xu anh em bỏ ra đó. Giá mới nó rất là đắt, nó mặt nó không ai trắng nè, vàng nhẹ mỡ gà, nó kim cọc vàng, nó ô lịch làm rất là hay nha nè. Thì hàng này anh em cũng phải điều tra lại nha nè, anh em biết cái giá trị thật nữa. Tiếp theo mình có con này cũng rất là hay nè, con này cũng bán 7.5. Cái dòng này nó rất là nhiều chức năng đó, nó có chỉnh nè, rút cái nắp nè, này chỉnh 24 giờ đó.
cái này hôm qua mình chỉnh được mà ta, bây giờ mình quên rồi ta. Đó đúng rồi, này nè, nó cái này chuông nè anh em, chuông này rồi mình chỉnh cái gì mà nó kêu được nha anh em. Nói chung con này thì về tự chỉnh nha, nó mình chỉnh giờ thì được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh sau nha. Nó thời gian nè, nó tự nó chỉnh set. Con này nó có báo thức chronograph anh em. Nhưng mà cái nữa đó, cái kim này chạy chạy full hết anh em, thời gian này là đang chỉnh ngày nữa nè. Này từ từ mình nghiên cứu thêm đi nè, nó đang quay nè. Này như chôn gáp hay vậy này, mình nói chung nhiều chức năng quá anh em, từ từ nghiên cứu chứ full hết đó. Đó chôn nô nè, đó chôn nô gáp này mới đúng nè, đó chạy đã không. Trả lại nè, đó thì mình chỉnh lại giờ thì nó sẽ trả lại ngay 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 chỗ cũ nha anh em, hay lắm. Sau khi mình xài chức năng trả lại giờ, nó sẽ chỉnh lại ngay chỗ cũ, đó đó chỉnh luôn nha anh em. 11 giờ ngày cũng trả về ngày cũ luôn nha anh em. Đó cái kim này, kim ngày nó chỉ chạy hai kim thôi. Còn mấy kim này chức năng này mình xây cái này á, thì mình chỉnh chức năng thì nó sẽ chạy rồi cái mục mà mình muốn chỉnh cho anh em. Thì báo thức đồ thì mình chưa nghiên cứu ra nhưng mà có hết, nhưng mà nó cũng hơi nhằn nhằn. Con này anh em thấy cũng, mình biết anh em thấy cũng nhiều rồi, nhưng mà cái con mới như vậy thì chắc anh em chưa gặp. Đó sản xuất tại Nhật luôn nha anh em, hàng M3 của Seiko, một con mới tinh như vậy. Anh em nhìn thấy nó đánh cái răng là từng góc cạnh sắc sảo hết nha anh em, kính chưa chạy xước nha. Đó thì anh em đảm bảo anh em chưa thấy bao giờ đâu, thì hàng này mới hiếm lắm. Anh em thấy thì mấy con cũ nát rồi, con này đặc biệt nó mới dữ lắm, mới vậy nè. Đó đẹp lắm, mình bán cũng cả ngàn cái đồng hồ mới gặp con cái kiểu này mà mới tinh vậy nè, đẹp lắm nha anh em. 750 thôi, cái con này nhìn dập dạch đồ ngon lắm nè, 38 nè, mặt nó dày khoảng 10 ly nha nè, 43. Con này mình có đeo rồi, nó vừa với tay mình luôn đó nè, nó vừa với tay 17 năm nha nè, nó hơi lỏng nhẹ xíu để mình lên tay luôn. Con này đó, tay 17 năm còn lỏng vậy nè, đó nó đeo rất là đẹp nha nè, nhìn nó hay lắm. Mặt nó hơi tím tím mà phối với màu vàng này nhìn đã lắm. Dây nè, nhìn cái răng của dây thì em biết cái đục hết của đồng hồ rồi. Đó đồng hồ nhiều chức năng đã lắm nha anh em, 750 mã 40. Mấy con này nó hơi phức tạp, mình phải giới thiệu lâu trước nè anh em, nào không ơn có thể tua qua nha anh em. Con này Aureoli, Aureoli máy thụy sĩ nha anh em. Aureoli nào giờ thấy mấy dạng phom kia, phom này mới gặp, vỏ thép a tới là tiêu, là thép không gỉ toàn thân nha anh em. Aureoli con này chạy máy thụy sĩ nha anh em, nó có một lịch, nó lịch thì lúc mà nắp một dẫn lên nha anh em, ngon lành hết. Con này cũng có già quen luôn, con này bán 550 nha anh em, rất là xứng đáng với giá tiền anh em bỏ ra dành cho một con có thương hiệu nha nè, rất là đẹp. Mặt xanh nó làm cái viền cũng rất là đẹp nữa, viền này có xây nha nè, nó rất là đã. Đó máy cũng cho con máy luôn, tại vì mình cũng phải biết rõ nhầm con nào dễ con máy, con này mình dặn chưa cứng đó, mình để cho mình dặn nhẹ ra mình cho anh em con máy, máy con đa trắng nè, bên thì mình đã thay bên Nhật chưa rồi, máy Honda nha anh em, máy Honda trắng, máy của thụy sĩ nha.
Thằng Audi này nó chuyên xài máy Honda thôi, hoặc là cái dòng cổ cổ hơn chút thì nó xài máy của nó, máy vàng, máy Honda vàng. Thì sản phẩm này mình cũng đã thay dây da như mình đã kể nha. Đó thì mình sẽ đo chỗ này thì mình không tính cái nấm đâu. Đó, chỗ này của nó là cỡ 38 nha, 38.5 đó. Này cỡ 7 ly rưỡi thôi, ô 8 ly rưỡi thôi. Thì size này rất phù hợp với tay Việt Nam mình đeo nha nên nhỏ nhỏ là thường 42, size 38 thì đeo đẹp rồi. Rất là ok con này nha, có thương hiệu, có độ mới. Kính chưa chạy xước. Đẹp lắm nha. Dây da bò mới thay luôn. 550k. Bán giá ở chân thôi. Tiếp theo con này. Con này thì mình vẫn bán 350, giống như mặc dù là mình mới thay bộ dây xe bò xịn vô nha anh em. Đó. Cùng một lô dây luôn, đó. Thì giá vẫn không đổi 350. Con này 6 kim 3 cốt, hàng nét của Nhật, hàng thuốc tá nha anh em. Con này thì size 37. 9.5. 43.5. 6 kim 3 cốt, 1 cốt còn rất là đẹp. Này bị dơ hơi nha. Đó, xì gà nè, thuốc, hàng thuốc. Hàng của Citigen nha, nặng lắm. Lịch ngày, lịch thứ và lịch 24 giờ nó lên tay rất là đẹp. Dây da bò mới hai luôn, mềm nha. Giá vẫn không đổi 350 bộ dây thôi. Cái trăm ngàn rồi. Tiếp theo con này 300. Con này máy Nhật. Vỏ nó làm dạng giống vỏ đá nè, mà vỏ thép thôi. Nấm thì nó nấm lên màu đen này nè, nó màu cách điệu lắm nè. Kỹ à, đó thấy không, hàng chạy máy Nhật nha, giá băng quơ quật máy pin đó, dây vỏ là zin 3 sỉ, 300.000. Có con tăng đẹp, con này không thích thì thay dây da đeo đó. Xe 29.5 này khá là to rồi, dày có 8 ly thôi. Cái độ dày càng của nó cũng khó đo nha nè, đại khái thôi, cỡ 34 35 vậy đi. Đó, lộ nè, 300 ngàn có cái mặt đẹp, nó sọc 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 đẹp. Thì con này về mình lấy da mình đeo ok, đầu dây 18 đó. 300. Tiếp theo con này đang chạy nha nè, chạy ngon. Michael sọt đan nha em, automatic, kim này kim xăng, khi mình lên code nó sẽ chạy lên. Đó, nó nhích lên từ từ nha em. Đó, nó gần qua số 30 rồi. Đó, kim báo code, kim này kim ngày, kim này kim dạng kim ngày. Thì mình chỉnh ngày nhanh ở đây. Đó. Bộ máy nè, Michael giọt đan automatic. Vỏ thép trắng nha em. Đó, à stainless steel automatic, máy của nó nè. Đánh vân rất là đẹp nha nè, lộ máy đã không, ốc hình ung xanh đó, đánh từ trong ra ngoài luôn nha nè, bộ máy làm rất là đẹp, chống nước 100 m nha nè, nó đời máy là 5320. Con này mình rút nấm rồi nó có hắc skin top không, con này không có hát skin top nha em. Ủa có, con này khi mình chỉnh thì nó mới dừng, nó dừng anh em có nha anh em, nhắn vô chạy vậy khi nhúc cái nhúc nhích cái kim nó mới dừng anh em, dừng rồi nè, chạy vỏ thép đẹp nha. Con này xe cũng khá là ok, xe bự lắm nha, dành cho anh em tay to 41 41 42 đó anh em ơi, 15 lắm, dày 15 nha, máy nó bự gần 50 nha em. Anh em nào mua con này thì mình sẽ tặng thêm một bộ dây da bò đó. Đó. Đeo đẹp lắm nha anh em, tay to như mình trở lên nha anh em, 17 năm trở lên hãy đem mua con này, tại càng nó dài. Con này thì hàng đẹp, hàng dạng hàng trưng bày, chưa xài đâu, kiến chưa chạy miếng nào nha
anh em nào mua thì mình sẽ tặng thêm một bộ dây da bò của mình đó. Tại dây con này mặt trên nó còn xài được nhưng mà mặt dưới nó bị chóc hên lớp anh em, dạng để lâu quá. Mình sẽ tặng bộ dây da bò xịn đàng hoàng nha đó. Thì tặng cho bộ dây giá dân 2,8 triệu thôi. Tiếp theo là mình lên con này. Con này con automatic Hublot, con này mình xe xuống 700.000, lắc chạy con lành nha, đá chữ gớt chân nào mặt bự. Con này hàng pha ke nha anh em, nhưng mà hàng pha ke này anh em mua pha ke bây giờ cũng chịu mấy con, mình bán con này 700 thôi, tại máy nó vẫn xài máy máy xịn đàng hoàng, có bộ vỏ nó làm không có được bằng hàng chính hãng thôi anh em, hàng chính hãng nó mấy trăm triệu mà 44 nó bộ máy dẫn máy thị thôi. Mấy ETA, mấy Honda, mấy gì đó anh em cứ nhìn anh em soi phân tích nha đó. Con này nó có dừng kim dây nữa đó. Con này rút ra cái dừng có tay luôn đó, có lịch nhanh luôn á đó. Đó đầy đủ chức năng hết nè, vỏ là vỏ này còn đẹp lắm, là vỏ xi thôi, ở xương nó có nổ nhẹ đó, bắt bằng ốc đó. Thì mình cũng thông báo tình trạng thì mình đi mua về mình đeo ở sau lưng này đâu có thấy gì đâu, chạy ngon lành thôi. Bộ máy nó thì mình bán con này 700 đó. Dây thì dây đẹp lắm, dây nó làm trên bằng da ở dưới bằng cao su nè, chuẩn của dây giống như hãng hút lót thiệt vậy đó. Phá nè, bấm vô mở ra nè, gặp lại lên tay đẹp lắm nha nè, lên tay thử coi. Con này tay cũng to to, hãy mua nha anh em, tay nhỏ quá thì bỏ qua, thì mình chưa thâu xe cái gì nè. Tay anh em nào mập ú ú bự con thì anh em chơi con này Hublot, máy có hát skin top. Tiếp theo mình bán con này ở 46, con này con báo thức để bàn để phòng ngủ anh em, rất là xịn sò của Nhật nè, còn mới tinh nha, dùng cái từ mới tinh luôn đó, hàng của Nhật đàng hoàng nha. Xe banh cái lớp da này anh em g rất là xịn đó, da là xịn nha anh em, g là biết hàng tốt liền, đã lắm đó. Thì cách chỉnh nó rất đơn giản, nó có chỉ mình hướng dẫn mình chỉnh hết nha em, pin thì mình đó mình dẫn theo kim đồng hồ, mình kiếm cái đích nào dài dài mình dẫn thì tháo pin thì mình thay pin, còn này thì nó chỉnh nè, dẫn qua dẫn lại thôi. Còn chỗ báo thức cũng vậy, báo thức thì mình sẽ chỉnh xuôi cái đồng hồ gì nghe em, lắc mình chỉnh, còn này là gạt lên nè, gạt lên gạt xuống là mình tắt báo thức hoặc mở báo thức, thì anh em nào có xài đồng hồ báo thức thì biết mấy này rồi. Ví dụ mình chỉnh này đó, nó chỉnh nè, nó chỉ nè, mình cứ xoay qua đây thôi, mình xoay qua để ngón tay vô mình xoay qua thì kim này nó sẽ chạy đó, thì mình cách do cái tay mình để gì mình thao tác hay khó anh em, nó như mình để ở ngoài mình xoay rất là dễ, nó chạy nè. Đó, mình chỉnh gì thôi. Thì ví dụ như nhắc này là 12:45 đúng không? 11:45 đúng không? Mình chỉnh 11 giờ này. Từ mình đang tắt có thức rồi. Đó. Thì tới giờ nó sẽ kêu giống vậy nè đó. Chuẩn lắm nha. Thì mình để phòng ngủ phòng gì đẹp lắm, nó còn nước xi của nó còn rất là tốt, đẹp lắm nha anh em. Đó, tắt có thức. Thì báo thức thì mình mở lên rồi mình cài kim thì nó tự nó kêu nha anh em, chứ không phải là mình nhắn nó mới kêu nha, thì cái đó là không phải nha. Thì mình test cho anh em coi thôi. Còn anh em chỉnh đúng cái giờ nó thì bật báo thức thì tự nó kêu. Đó. Đẹp lắm nha. Này. Bao nhiêu xịn sò. Xây xám hai lần đó. Thì để bàn để gì nè, đẹp lắm. Thì không xài thì mình cắt vô vậy thôi. Đó, 450. Mã 46 nha. Báo thức. Tiếp theo mình bán con quýt này, những quýt này, quýt bạc thì ra đi rồi. Bạc thì kìa. Anh kia nó vớt rồi. Đó, con quýt này còn tem.
250 là quýt này của hàng Seiko mà hoa văn đẹp lắm nha anh em, vỏ đẹp Seiko một núi đàng hoàng nha, hai kim thôi, đang chạy chỉnh giờ đó. Này gì là móc khóa hoặc là mặt dây chuyền hoặc là đó gì cũng được hết, đẹp lắm, nó nhỏ gọn anh em, là móc khóa thì tuyệt vời luôn á, rất là đẳng cấp. Xe ngang xe 25 nha, mỏng rồi, 6 ly thôi. Độ dài của này, vậy này nó sẽ rơi vào khoảng là cỡ 30 đó nè, chắc 30, hai kim thôi nha, chạy pin. Còn ông này thì cót lộ, lên cót thì chạy, lên cót là chạy, lộ trước lộ sau bộ máy làm rất là đẹp, bộ máy nhìn thơ ghiền à, ruby nhập chân, máy này 17 dây queo nha, đẹp không, nặng lắm. Con này bán 500, này cơ lộ thôi, thì nó không để gì, mình cũng biết hãng nào, mình cũng không dám nói là hãng nào nha, thì anh em coi hộp nhãn hay mua thôi, dạng mình chơi ngủ máy thôi, nhìn vừa uống cà phê vừa nhìn nó chạy thôi nè, chứ cái này ngay mà xài bốn túi đem một móc vô đó, vậy nè, siêu tầm đồ cổ chơi 12 ly dây khóa còn zin hết nha, nó quýt tiếp theo mình lên cho anh em. Con này mình sell mạnh luôn nha nè, con này thì số nó hẩm hiu rồi, mình phát hiện ra nhiều lỗi mà không phải nhiều, nó có hai lỗi thôi. Cái lỗi kia là lỗi hệ thống, là thứ nhất là nó cái nằm của nó sẽ được cái 2016 rồi nè, con này nè, cái năm này là nó sẽ từ 2004 tới 2016, tới 2016 nó sẽ nhảy là 2004, chứ đâu không phải nó chạy hoài hoài tới năm 3000 luôn đâu nghe anh em. Mới đầu mình mua mình cũng tưởng vậy, nhưng mà con này được cái nó rất là mới, nó hàng hộp, nhưng mà lộ tim lộ máy 29 gì queo đó, 29 gì queo đàng hoàng, máy thì cũng văng giống như con Michael Jordan vậy đó, đẹp lắm. Con này chạy chuẩn nữa, có code có gì hết, cũng có dừng kim dây khi chỉnh luôn, nó đủ hết. Lịch thì có lịch ngày, lịch thứ và lịch tháng đó. Lịch năm cũng có luôn, nhưng mà mình nhìn mình dạng mình như năm 2024 mà mình chỉnh năm 2014 ví dụ vậy thì nó sẽ xài được nha anh em, chứ mà nó nhảy đúng cái năm thì không có, tại vì nó làm giới hạn của nó 12 năm thôi đó. Thì mình cũng báo cáo rõ dưới một lỗi nữa, không kệ mình không thấy thiệt nha anh em, trên đây nó có chạy miếng trên cái mặt á, cái mặt nó bị dạng như cái gì keo gì nó dính vô, cái lỗi của nhà sản xuất thôi, mình nghĩ vậy, nhưng con này nó bị tồn kho nè đó, không kệ mình chỉ lo nhìn máy dưới thôi, mình không thấy cái này nha anh em, thật sự mình không thấy thiệt, chứ mình không có bán cái dạng mà bị lỗi này mà mình không báo. Thì anh khách anh chồng tiền đủ hết trơn rồi, anh kêu mình chỉnh cái lịch đó, khi mình chỉnh lịch mình phát hiện ra được thì mình báo với ảnh, chứ mình không có giao nha anh em, không có làm ăn cái đó nha, báo là thôi anh ơi cái lịch này nó chỉ chỉnh được năm 2016 thôi, giờ em là báo cáo với anh vậy đó, anh độ anh lấy được thì anh lấy thì anh sẽ đổ qua con khác rồi, còn con này mình sẽ sell rẻ cho anh em mua, thì mình cũng thông báo tình trạng nó vậy, còn lại là full hết vỏ thép đồ dây thép đồ còn ngon hết đó, thì mắt đồ cũng còn, nó còn tới 4-5 mắt lận mắt nè, thì dài vô rồi, mình con này giờ mình chỉ bán cho anh em là 2 triệu đâu rồi, mình bán cái này là 2 triệu 2 thôi anh em, mình bán con này 2 triệu 2 thôi, mình sell luôn bán 2 triệu 2 luôn đó, giảm 1 triệu, tại vì nó hay là hai chỗ này, nhưng mà bây giờ nó vậy, nó không có nhảy được năm nữa nha anh em, năm thì nhảy được nhưng mà không có nhảy hơn được cái 2016 này, nó sẽ trở lại năm 2004, thì mình giảm xuống 1 triệu luôn, mình bán 2 triệu 2 cho anh em là mua với tình trạng vậy, chạy ngon lành hết bao chạy, nó vỏ thép dây thép có hộp đàng hoàng, dưới mặt nó bị ở đây miếng thì mình đeo gì không có thấy đâu, mình nhìn kỹ mình soi kỹ mình mới gặp đó, thì nói chung cũng sơ sức của mình thôi. Nhập con này mình lúc mình nhập thì mình nhìn cái hình mình cũng không để ý, nếu mình biết nó vậy mình không có nhập về, bán cho bán lỗ nha anh em.
Nói chung anh em nào mà ưng ý thì mua được thì mua, còn không để anh đeo luôn chứ sao giờ. Tình trạng nó vậy đó. Thì con này quên đo xay nữa, xay cũng lớn, đeo ngon lắm, 29 gì quẹo mà chức năng full hết nha nè, nó 42 á, 15 á, 47 á. Con này lên tay thì đẹp sáng lắm, khóa nó làm rất là cầu kỳ nha, hai tầng mà có bóp luôn chứ không phải hai tầng gập, hai nấm mầm ba nấm dương thì chỉnh hết chức năng thôi, chứ mà nghĩ ra cũng đúng anh em, đâu có ai làm đồng hồ mà bán có mấy như 7-8 triệu bạc ví dụ vậy mà làm được năm chỉnh hoài năm hết năm này tới năm khác thì bộ máy nó rất là phức tạp đó, nhiều hãng đâu có làm lịch năm đâu anh em, nó phức tạp lắm, mà này làm được 12 năm thì mình cũng khen nó rồi đó. Đeo đẹp lắm nha, hàng mới tinh đó, thì mấy cái lỗi giặt giặt tới anh em bỏ qua được thì nên mua, mình cũng giảm giá sâu rồi anh em, chứ mình bán theo giá trị đồng hồ nó vậy, tình trạng nó vậy mình bán vậy rồi. Còn con nữa kết thúc clip được anh em đó, clip cũng dài à, cũng tiếng máy không. Con này bán 550 thôi, mã 50, mã cuối cùng ngày hôm nay nha, dây thì còn vàng khúc, con này hàng cũng hàng nghệ sĩ rồi đó, về là Gocce hàng chạy mấy con đa giống như con Aquilly đó, mấy con đa trắng đó, dây này một mắt xước một mắt bóng, dây thì dài đó, dây dòng dài vậy mà còn thêm 4-5 mắt nữa thì anh em thấy đó, con này lên tay đeo rất là đẹp nha, ôm tay lắm, tay anh em là sương sương nha, tay mình đeo con này cũng được rồi đó, tại càng nó dài lắm, nó cái phần càng nó là dính liền với cái này luôn nè, thì mình sẽ tính luôn, ngang nó 26 vậy nè, dày của nó là khoảng 7 ly 8 ly, càng của nó thì mình sẽ đo ngay chỗ này nè, nó đây dưới đây nè, thì nó rơi vào khoảng 48 á, bởi vì đưa vô tay nó muốn hết cái cầm mình nè, nó thấy không, không có nhỏ đâu, nặng lắm, thép toàn thân là thép không gỉ hết, thép trắng hết mặt này, là mã dưới cọc vậy đó, thì còn hợp anh mua tặng đồ cũng được, anh em nào ưng thì mã 50 550 con này. Rồi clip tới đây cũng kết thúc nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi nha, em thấy hay cho mình một lượt đăng ký kênh nha, một lượt like nha anh em, rồi hẹn anh em ở một clip tiếp theo nha.